Em nghĩ là đội thủ của Thái Lan cũng rất là đáng gờm, mặc dù chúng ta thắng họ nhưng mà cũng không phải là thắng tuyệt đối như là thắng áp đảo, nên là em nghĩ là sắp tới trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn cho bọn em. Chiều ngày 31 tháng 5, trên đường ra sân tập, đội tuyển U23 Việt Nam tranh thủ vào thăm sân vận động Bunzocor, nơi sẽ diễn ra trận đấu ra quân gặp U23 Thái Lan vào lúc 22 giờ ngày 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2022. Do AFC không cho phép các đội tuyển được tập làm quen sân nhằm bảo vệ mặt cỏ, nên việc bước trên mặt cỏ sẽ giúp cho các cầu thủ phần nào có cảm giác tốt hơn về không gian thi đấu. Buổi tập chiều ngày 31 tháng 5 mở đầu với phần khởi động đầy hứng khởi. Tuy vậy, khi chuyển sang phần tập chiến thuật, bầu không khí đã trở nên tập trung cao độ. Đây là buổi tập có ý nghĩa quan trọng đối với sự chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Thái Lan. Huấn luyện viên Gom Okun đã đưa ra những yêu cầu rất cao đối với các cầu thủ. Toàn đội đều hiểu rõ quỹ thời gian còn lại không cho phép bất cứ sự chểnh mảng nào và phải tranh thủ từng phút trên sân tập để đưa bộ máy U23 Việt Nam hoạt động nhịp nhàng theo ý đồ chiến thuật của ông Gom Okun. Các cầu thủ cũng cho thấy ý thức đáng khen ngợi khi luôn chủ động trao đổi với ban huấn luyện về những điểm còn chưa rõ trong giáo án tập luyện, qua đó vận dụng một cách thành thục hơn. Trong ngày qua thì toàn đội chúng em đang thích nghi với chiến thuật mới của thầy và cũng biết thêm được nhiều những cái chiến thuật, những cái hay của chiến thuật của thầy Gông, và bọn em cũng sẽ cố gắng thích nghi. Như anh cũng biết thì SEA Games rồi thì bọn em cũng đá một sơ đồ khác, và đến bây giờ bọn em cũng đá một sơ đồ khác, nên là cái thời gian cũng chuẩn bị cũng rất là ngắn, nên bọn em cũng cố gắng thích nghi, và bọn em nghĩ là bọn em cũng đang hoàn thành cái sơ đồ, cái chiến thuật của thầy rất là tốt. Đương nhiên thì là cầu thủ thì áp lực phải có rồi, nhưng mà đối với cầu thủ chuyên nghiệp của em thì bọn em cũng phải cố gắng vượt qua. Thầy Công là một người rất là thoải mái, nghiêm túc, ngoài những cái giờ ngoại trừ trên sân thôi, còn những cái sinh hoạt thì thầy rất là thoải mái. Đội Thái Lan thì SEA Games vừa rồi chúng ta cũng gặp họ, thì bọn em cũng biết tương đối là đầy đủ về đối thủ Thái Lan. Thì trong những cuộc họp thì ban huấn luyện cũng đã cho xem băng và phân tích những đối thủ, thì bọn em nghĩ là bọn em cũng đã nắm bắt được một phần nào đó. Nói về mặt tỷ số thì chúng ta thắng họ, nhưng mà em nghĩ là đội thủ của Thái Lan cũng rất là đáng gờm, mặc dù chúng ta thắng họ nhưng mà cũng không phải là thắng tuyệt đối như là thắng áp đảo, nên là em nghĩ là trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn cho bọn em. 12 giờ trưa ngày 1 tháng 6, huấn luyện viên Gom Okun và đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh sẽ tham gia họp báo trước vòng bảng. Nhóm các trợ lý và bác sĩ sẽ được họp kỹ thuật với AFC. Chiều cùng ngày, U23 Việt Nam sẽ bước vào buổi tập cuối cùng trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.